Xin chào tất cả quý anh em đã đến với shop phụ tùng Trần Đạt anh em nhá. Thì hôm nay sau lưng mình đây đang là một đống yên này. Đấy, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về một số cái yên của Dream Thái anh em nhá. Dream Thái xương sắt. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em, rất là nhiều anh em hỏi về cái yên này luôn. Đó. Thì đây, sau lưng mình ha, mình sắp sẵn nó cho anh em rồi. Ok, đây anh em ơi. Thì yên này là yên Dream Thái xương sắt nha. Này giới thiệu cho anh em cái yên này, bữa giờ anh em hỏi rất là nhiều luôn. Mình thì thật sự chưa có thời gian để mình quay cái chi tiết cho anh em, thì hôm nay mình dành ra một ít thời gian để mình quay cho anh em ha. Thì tất cả yên ở đây đều là yên zin hàng mới Thái Lan nha. Đó, thì yên này nó có cái gì đặc biệt? Thì đầu tiên là cái yên này thì nó cũng chỉ là yên rim Thái thôi, yên rim Thái zin ha. Ở ngoài thị trường thì anh em chúng ta cũng không, gần như là rất khó để anh em kiếm được cái yên rim Thái zin, mà đa số là yên super rim thôi. Mà super rim thì nó có một cái đó là nó là yên nhựa và cái mút của nó khá là mỏng và nó khá là lún ha. Yên Dream Thái thì yên Super nó lún lắm, cho nên là nếu mà anh em chúng ta ngồi lâu rồi, cái yên Dream Thái, Dream Super ngồi nó sẽ hơi hơi mỏi mông, hơi ê mông. Còn yên Dream Thái thì được cái là cái mút nó cứng, cho nên là anh em ngồi lâu rồi, nó đỡ mỏi. Đấy, thì yên không phải cái mút nào nó cũng mềm nha, cái mút này nó rất là cứng nha. Nó cứng nhưng mà cái độ cứng của nó là trong cái độ cứng ấy là nó có cái độ mềm, nghĩa là anh em ngồi thì nó vẫn rất là mềm nhưng nó không bị lún quá, anh em hiểu không? Thì khi mà anh em chúng ta không ngồi nữa thì nó lập tức nó phản hồi cái lực trở về như ban đầu, cho nên là cái yên Dream Thái thì xài rất là bền, bền hơn yên Super nhiều. Và cái dòng yên này nó là yên đế sắt đó, cho nên là gần như là nó không có hư, mà là đa số là anh em bị, chúng ta bị cũ hoặc là nó bị hư, nó bị mất thôi, dạng như nhiều người ta trộm yên luôn. Ngày xưa nó có một cái đợt đợt mà là trộm yên Dream Thái xương sắt này, này là người ta cái yên này nó, người ta thích quá, nó hot quá, cho nên là rất là nhiều người trộm yên. Đó là người ta đi ăn trộm gì, không ăn trộm mà ăn trộm cái yên xe thôi, không ăn trộm cái xe mà ăn trộm cái yên này để nó yên đế sắt nha. Thì nếu như yên đế sắt này á, mà bây giờ mà anh em chúng ta đi mua một yên heo xe á thì nó khá là đắt tiền anh em, tiền 3-4 triệu là ít ha, một yên đế sắt. Như vậy mà bấm rồi nha, da bấm rồi ấy, thì một cái yên mà đế sắt mà heo xe là này nó 3-4 triệu rồi, không có rẻ đâu anh em. Thì đây là một cái yên đế sắt zin này đó, yên đế sắt zin Thái hàng mới 100% luôn. Thì anh em chúng ta rất là chuộng cái yên này, tại vì sao? Đây này, mình sẽ cho anh em coi này. Đây, cái yên này mình đập vô nó không lún này, thấy không? Nhưng á, mà cái mút nó lại rất dày, cực kỳ dày luôn. Yên này nói chung là anh em nhìn nó là anh em hoảng hồn luôn, nó rất là dày luôn nha. Này, khi mà mình cái yên này cái độ phản hồi lực của nó cực kỳ tốt luôn. Này, khi mà em nhúng vô phát là nó ra liền này, thấy không? Cái cao su của nó đặc anh em, cho nên là nó sẽ phản hồi cái lực ra rất là tốt, giống như khi anh em nằm cái nệm kim đan nữa. Nghĩa là anh em nằm xuống nó sẽ không bị lún quá, nó giữ cho cái lưng của anh em nó không có bị đau. Còn rất là nhiều cái nệm á, nó sử dụng những cái bông anh em thì nó mềm, sờ cho nó rất êm. Nhưng khi anh em nằm xuống ấy, thì nó rất đau lưng luôn. Thì cái yên này nó giống như vậy. Khi anh em chúng ta sờ vô thì nó sẽ phản hồi lực lại liền này, để vô phát là nó trở hồi lại liền này, thấy không? Nhưng á, anh em ngồi lên nó vẫn rất êm, nhưng mà anh em không bị êm mông, không bị êm mông, cái lực đàn hồi nó rất là tốt đó. Thì cao su xịn nó sẽ như vậy này, đây này, hiểu không? Nó xịn là như thế đấy. Mình sẽ cho anh em coi một cái yên yên xe mình này, cái này phản hồi lực không hề tốt nha. Đây, anh em coi cái yên xe của mình này. Này, anh nào nó vô rất là sâu luôn này, mình để một cái là nó đụng dưới luôn này. Đấy, đụng dưới luôn đó, nó ra không có ngon bằng ha. Đó, để vô cái là nó đó, nó không chèm bẹp đây luôn, chèm bẹp luôn ha, nó ra không có bằng ha. Cái yên này, yên này nó ra tốt hơn rất là nhiều. Đấy, này mình nhúng sẽ lấy sâu xuống cho anh em coi này, nếu nào đó phản hồi trở về như bình thường luôn. Đó, thứ nhất là cái yên này cái mút nó dày đó, nghĩa da nó cũng rất là dày luôn, nghĩa da nó rất là dày luôn em. Này, đây em coi này, cái phần chỗ này nó bấm này, nó dày không? Đấy, chưa? Nhìn phát là biết luôn, cực kỳ dày luôn á. Và cái đế này nó đế sắt nữa, anh em xài rất là bền nha, ngồi rất là êm. Đó, thì anh em nào chúng ta muốn chơi cái dòng yên đế sắt thì có thể liên hệ với Đạt nha, nhà mình cung cấp sỉ và lẻ cho anh em luôn. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ với mình, số điện thoại 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Thì anh em nào có nhu cầu mua các loại phụ tùng zin heo xe hoặc là hàng mới zin Thái, zin Indonesia có thể liên hệ với Đạt nha. Bên mình cung cấp sỉ và lẻ cho anh em, giá là bao anh em giá rẻ và cực kỳ là ok luôn.
Đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ với mình nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều.